Thấy Bình ở đâu không? Mẹ đang bị băn khoăn suy nghĩ nè Candy. Nói chung là nếu mà mẹ đọc thư là mẹ xâm phạm quyền riêng tư của Winner. Nhưng mà mẹ tò mò quá, rồi con nghĩ mẹ có nên đọc không? Nên. Ừ, đọc đi. Việc thi à, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Tại sao cậu vẫn không chấp nhận tình cảm của mình? Mình sẽ nhắn tin cho cậu mỗi ngày. Trời ơi, thôi hiểu rồi. Hẹn chi bữa giờ nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tội nghiệp quá. Tội nghiệp quá. Ai tội nghiệp? Tội nghiệp gì? Hả? Sao con khóc? Thì con thấy mẹ khóc thì con khóc theo thôi. Trời ơi, bà càng ngày càng hùa rồi đó. Có biết đọc đi rồi thấy tội nghiệp. Hiểu không? Sao không hiểu? Con có biết đọc chữ ta. Đi đây, đi lên phòng học bài đi cho biết chữ mà muốn mà biết viết thư với người ta. Dạ. Trời ơi, tội nghiệp con tôi ghê không? Không sao, không sao, không sao. Winner, con đã có mẹ mà. Mẹ sẽ giúp cho con. Việt Thi ơi, mình là Winner nè. Mình không thích cậu đâu nhé, đừng ảo tưởng. Đồ hâm. Sao nó chửi mình khùng ta, cái con nhỏ này, con bé này. Mình nói thiệt, mình đang rất chăm chỉ học hành. Việc thi đừng làm phiền mình nữa. Đó, mình phải kiếm cái icon nào ta? Icon nào mà mặt giận dữ gửi nè. Cái gì? Dở hơi. Ai nói tôi thích ông? Con bé này. Được rồi. Mà Việc thi hạn chế gặp tôi đi nha. Mẹ tôi không thích Việc thi đâu. Gửi. Đợi coi nha. Ok, vậy hãy tập trung lo học đi. Bye. Ủa mẹ. Mẹ đây. Mẹ có thấy cái gì đây nè? Nè con đúng không? Sao tự nhiên mẹ lấy điện thoại với thư của con nữa? Đâu có. Mẹ thấy mới để đó, mẹ mở ra. Mẹ không có mở ra. Candy nó mở ra sao mẹ la nó rồi mẹ gấp lại đó. Trời ơi, thư từ của con có phải tự nhiên mẹ nở làm gì? Mẹ thương. Mạnh mẽ lên con trai. Mẹ làm sao vậy? Mạnh mẽ lên. Con làm sao đâu? Có mẹ ở đây rồi. Mẹ sẽ mãi mãi bên cạnh con. Mọi việc mẹ đã xử trí xong hết rồi nha. Dạ. Ngoài đường con không có ai, nhưng về nhà là con có mẹ đây. Mẹ đây, mẹ luôn bên con. Thôi thì mẹ tránh ra, con đi không coi. Không cắt mẹ. Thôi mẹ làm sao vậy? Ông đừng bao giờ gặp tôi nữa trơn á. Ủa, có chuyện gì bà phải nói cho tôi biết chứ. Cứ tự nhiên giận dỗi dỗi à? Ông hay quá ha. Tự nhiên đi nhắn tin khủng bố tôi. Đã gì? Còn nói tôi thích ông đó là sao? Sao cái chuyện trời? Gì cũng phải có đó. Tự nhiên bà cứ giận dỗi vô cớ à? Lý do đi cháu gì? Chạy trời số chạy. Không muốn. Sáng mấy chưa được tại nào. Không muốn. Chạy. Ủa mẹ. Ủa, mẹ làm gì ở đây vậy? Mẹ chào con. Chào con. Mẹ gì ông nội này? Mẹ đi xuống nhà mua đồ. Mẹ mua đồ, mẹ đứng đấy làm gì? Thì cái ông nội mấy số đấy. Em nói em không mua anh ơi. Không, em không mua, em mua. Hai đứa đang nói chuyện đúng không? Dạ. Ừ thôi, nói chuyện tiếp đi. Chạy. Không mua. Em đợi sáng giờ bán chứ rồi tại nào vậy? Tôi không mua. Sao mẹ em có mấy cái biểu hiện kỳ lạ quá vậy? Ui, chắc là mẹ tôi phát hiện ra cái bức thư mà hôm trước ông Vinh gửi cho bà ấy. Bây giờ hiểu lầm rồi. Tôi không hiểu con Linh sao luôn á. Mẹ tôi tính tình xưa giờ đã thế rồi, phải chịu thôi chứ sao. Tôi có cách để làm cho cô Linh tỉnh ngộ rồi.